mất ngày mùng 9 tháng 1 năm Mậu Tuất thượng thọ. Ban Phật Bồ Tê giúp gì chánh hồn chi hương linh quân kim tam thân triều thịnh. Thành hương linh lai đáo linh tiền linh diệu pháp tam thọ cam lộ dị siêu thanh tịnh độ. Sơ hình tái hình tam thịnh hương linh lị lai lắm. Thọ thử hương qua phổ cúng dường y nhiên thịnh tỏ thánh kinh văn chữ ban chủ kiền thiền trà chấm sơ.